Alo, alo, Ngọc xin mến chào đại gia đình thân thương của Ngọc nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc. Ngọc mến chúc mọi người có những giây phút thú vị và một ngày thật là vui vẻ nha. Thì ngày hôm nay Ngọc có một câu chuyện vui có liên quan đến chim lớn, chim nhỏ và chim chị có ê hay không? Đây là cái tiêu đề video ngày hôm nay. Và đây là cái câu chuyện mà Ngọc nghĩ rằng sẽ không làm mọi người thất vọng mà cảm thấy rất là vui khi mà nghe cái câu chuyện này nha. Thì chưa kể là mình đã thấy mắc cười rồi. Thì có một cái anh chàng Việt Kiều này. Đó, thì đây là hai cái mẫu chuyện ngắn mà Ngọc sẽ kể cho mọi người ngay bây giờ đây. Thì có cái anh chàng Việt Kiều này đi về Việt Nam để thăm gia đình sau bao nhiêu năm xa cách rồi. Thì bữa nay là ảnh muốn đi về thăm bạn gái. Thì bạn gái ảnh mới nói là thôi để em đi ra chợ với anh, chứ anh ở nước ngoài về nhiều khi anh không có biết mua đồ đó. Thì để em dẫn anh đi. Ảnh nói thôi để anh đi mình, anh muốn ra chợ để coi coi chợ búa coi nó như thế nào, nó có giống như hồi xưa không. Thì khi mà cái anh chàng này á, ảnh đi chợ một mình á, thì ảnh bắt đầu ảnh bước ra. Thì ảnh bận đồ cũng nhìn đẹp trai, bảnh tỏn lắm nè, quần sọt rồi áo thun đồ dễ thương lắm, xịt nước hoa tùm lum hết, đẹp trai vô cùng luôn. Thì ảnh mới đi ngang qua cái chị bán cá. Thì cái chị này chỉ đang bán cá, gọi là cá chim trắng á, mọi người biết không. Thì ảnh đi ngang qua thì cái chị này cái phản xạ, chỉ thấy khách, chỉ bán cá, chỉ thấy khách thì chỉ phải mời thôi. Chị thấy anh này cũng lịch sự đẹp trai thì chắc là có tiền này, chị mới mời. Anh ơi, anh mua giùm em đi anh ơi. Anh ăn cá chim không? Cá chim không? Chim em ngon lắm. Trời ơi, chim em ngon lắm, chim em là số 1 luôn, ngon số 1 luôn. Anh lại ghé ghé mua ăn ăn thử, anh ăn thử một lần này nhớ mãi ghiền luôn. Thì cái anh này nói trời trời trời, sao cái chợ gì mà phụ nữ gì mà rao bán cái gì mà chim ngon cái gì tùm lum, thôi thôi. Thôi, anh lắc cái tay anh sợ quá, anh đi luôn, tôi không mua đâu, không mua đâu. Rồi cái anh đi ngang qua cái chị kia cũng là cái hàng bán cá chim trắng luôn. Chị này cũng thấy khách, trời ơi đẹp trai lịch sự, nhìn là biết nước ngoài về rồi. À thì ảnh mới thấy cái chị này bán vậy đó, thì ảnh cũng đi ngang qua, cũng không có muốn, không định mua vậy đó. Thì cái bà này bà cũng rao lên: anh ơi, ăn 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 cá chim không? Chim em ngon lắm, chim em to nè, chim em bự hơn cái nè, chim cá chim này ngon lắm. Trời ơi, kỳ này á, cái anh này nói trời trời, sao cái chợ này bao nhiêu năm xa cách, bây giờ mình về thăm quê hương sao mà mấy cái chị này bán cá chim mà sao mà chỉ la cái gì mà chim to, chim nhỏ, chim bự, rồi ngon cái gì tùm lum, thôi không ăn đâu. Cái chị anh lắc đầu anh đi luôn, anh luôn anh sợ rồi. Cái bắt đầu anh đi ngang qua tới cái hàng chị này bán thịt bò. Cái chị này chỉ rau lên: anh ơi bò không, bò đi anh ơi, bò đi vô bò đi anh ơi. Thì bắt đầu là cái bắt đầu cái anh này anh cứ bằng anh sợ rồi, anh kêu bằng anh rút lui, anh nói thôi chị thôi chắc đi về quá, để cho nhỏ bạn gái mình ra nó mua đồ quá, cái chợ này sao kỳ quá, cái gì mà hết chim to chim nhỏ rồi bây giờ tới bò, bò đi vô bò nữa, thôi thôi ổng về luôn. Đây là cái mẫu chuyện ngắn đầu tiên mà Ngọc muốn gửi mọi người, đó là chim to chim nhỏ. Xong bây giờ Ngọc sẽ gửi cho mọi người một cái câu chuyện có liên quan đến chim của em có ê hay không. Đó thì có một cái câu chuyện nó như thế này. Thì có một cái cô gái này với một người chồng, hai vợ chồng này mới cưới nhau. Thì theo cái phong tục của địa phương á, thì cưới nhau rồi thì sẽ dắt nhau lên phường để làm giấy đăng ký kết hôn. Thì khi mà gặp chính quyền ở xã ở địa phương á, thì cái anh chàng này sẽ là người viết giấy tờ cho hai vợ chồng này. Thì cái chị gái này chị mới vô đó, thì người ta mới hỏi chị là bây giờ chị đưa giấy tờ tùy thân đây để tôi làm giấy kết hôn cho anh chị. Thì sau khi cán bộ xã đang điền đơn gì nè, thì cán bộ xã mới ngước lên hỏi chị này: chị tên gì? Dạ em tên là e, các bộ hỏi em không dám trả lời, em mắc cỡ mà. Trời đất ơi, tôi hỏi chị tên gì thì chị nói đại chị tên gì đi, mắc cỡ gì. Dạ em tên là chim ạ. À, cái cán bộ ghi chim chờ h i m. Ủa chim của chị có ê không? Thì cái cô gái này cũng nghe nói chim chị có ê không, chị mắc cỡ hơn nữa. Dạ cán bộ hỏi gì kỳ quá à, em không dám trả lời. Trời đất ơi, tôi hỏi chim chị có ê hay không thì chị trả lời liền đi. Dạ em lần đầu tiên lấy chồng thì em thấy nó cũng hơi ê ạ. À, trời ơi chị nói gì vậy, hơi ê là sao? Tôi hỏi chị là có ê hay không, có nghĩa là cái tên của chị là chữ, chị nói chị tên chim đúng không, chim thì tiếng Việt mình có thể hiểu theo nhiều nghĩa nè, chim có nghĩa là c h i m im, hay là chim có chữ ê nó nữa. Trời ơi bà nội bà hiểu cái gì cho bà nội, khổ quá à. Dạ vậy hả, chị cán hiệu bổn nói rõ ràng em không biết nữa. Dạ chim của em có ê ạ. À, đó thì trời đất ơi, rồi xong chim của chị là có ê đúng không, là tên chị là Nguyễn Thị Chim, rồi xong giờ tôi viết tới tên chồng chị nè, chồng chị tên gì? Dạ chồng của em tên là Lê Quy ạ. À, Quy hả, Lê Quy hả? Lê Quy vậy thì Q U Y, ủa mà y ngắn hay cái gì ạ?
cư nhưng mà cư y, y ngắn hy dài. Thì bắt đầu là cái chị này chỉ hỏi, trời đất, có cán bộ hỏi em cũng mắc cỡ, em không dám trả lời, tại vì lần đầu tiên em lấy chồng cho nên em cũng không biết nữa hả. Trời đất ơi, tôi hỏi chồng chị là cư ngắn hay cư dài, cư y ngắn hay y dài chị. Trời đất ơi, dạ thì thôi em cứ tới đây chắc em không trả lời được đâu, ngắn thì em hưởng, dài thì em chịu. Trời đất ơi, trời đất ơi, chị ơi, chị, bà nội ơi, bà có bị gồm không? Tôi hỏi bà là chồng chị, bà tên là Lê Quy, y ngắn hy dài, chứ tôi đâu hỏi cô ngắn cô dài gì đâu. Đó, thì bắt đầu là vậy. Thôi để em kêu chồng vô, em vô nói chuyện đi, chứ tới đây là em hết biết nói luôn rồi đó cán bộ ơi. Đó, thì bữa nay là Ngọc kể cái câu chuyện ngắn ngắn như vậy. Tiếng Việt của mình nó khá là đa nghĩa và nó cũng khá vui. Cho nên là không có ai đi đâu bằng cái ngữ pháp tiếng Việt của mình hết trơn á. Cho nên là Ngọc rất là mong muốn đem đến những cái câu chuyện nó vui như vậy, nó hay như vậy để gửi đến tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem clip kể chuyện của Ngọc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.